Nếu không sở hữu Microsoft, Bill Gates liệu có thể là tỷ phú? Không ai là không biết đến cái tên Bill Gates, tỷ phú giàu nhất thế giới gắn liền với hệ điều hành Windows, quen thuộc cùng hàng tỷ người dùng trên thế giới. Tuy nhiên, nếu như ông không có quyền sở hữu Microsoft trong tay thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy thử đưa ra giả thuyết khi chúng ta sống trong một thế giới mà Bill Gates không có được quyền sở hữu vào bất cứ bản quyền nào từ Windows cũng như các sản phẩm khác của Microsoft. Bất cứ ai cũng có thể copy ý tưởng của Windows mà không bị phạt, sau đó thậm chí còn làm tốt hơn ông. Nếu như điều này xảy ra, Bill Gates chắc chắn sẽ không phải là người giàu nhất thế giới với khối gia tài gần 90 tỷ USD dù vẫn sẽ xoay sở tốt cho cuộc sống của mình cùng gia đình, nhưng sẽ không thể bước lên ngôi vị số 1 nếu không có sự bảo vệ độc quyền cho các nhà phần mềm của ông. Vấn đề đơn giản và hết sức rõ ràng này vẫn tồn tại từ nhiều năm nay và nó khẳng định một điều, sự bất bình đẳng về thu nhập là một điều không thể tránh khỏi. Trừ lại thực tế, chúng ta phải nhìn nhận rằng nguyên nhân giúp Bill Gates cũng như tỷ phú khác kiếm được khối gia tài kếch xù không phải hoàn toàn do tiến bộ của công nghệ mà đến từ những biện pháp bảo vệ bản quyền và các chính sách từ chính phủ Mỹ. Bill Gates lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là một nhà tài chính vào năm 1986 khi đưa Microsoft lên sàn chứng khoán và cổ phần của nó đã nhanh chóng tăng vọt, vượt quá mức giá ban đầu. Bước đi lớn vào thời điểm đó đã giúp ông có một khoản tài sản nhỏ trị giá 315 triệu USD và trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ. Chỉ một năm sau đó, vào năm 1987, Bill Gates chính thức trở thành một tỷ phú với cổ phiếu Microsoft tăng gấp 6 lần giá của nó so với thời điểm ra mắt. Suốt từ giờ đó tới nay, Bill Gates mặc nhiên thống trị ngôi vị số 1 trong số các tỷ phú giàu nhất thế giới. Một báo cáo từ Oxfam cho biết, thế giới có thể chứng kiến ngàn tỷ phú trong khoảng 25 năm nữa nếu như Microsoft tiếp tục gặt hái được thành công. Theo nhiều báo cáo tài chính, hầu hết thu nhập của Bill Gates đều dựa trên cổ phần của ông tại Microsoft, còn công ty thì kiếm tiền từ bản quyền phần mềm Windows. Trong vài năm gần đây, Microsoft tiến thêm những bước mạo hiểm vào thị trường phần cứng với các sản phẩm Surface Book và các dòng máy tính bảng, máy tính xách tay. Tuy nhiên, những mảng kinh doanh mới của Microsoft đều không thể so sánh với cỗ máy kiếm tiền, Windows và cuộc cách mạng mà chúng mang đến cho người dùng máy tính trên toàn thế giới từ hơn một thập niên trước đây. Trên đây là bài viết với chủ đề Nếu không sở hữu Microsoft, Bill Gates liệu có thể là tỷ phú? Đừng quên đăng ký ngay kênh YouTube này để xem các video tiếp theo. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại!